Hello mọi người, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay là thứ hai, bên mình là đầu tháng 10, đã đến mùa câu cá sai mành rồi đó mọi người. Thì ngay ngày nghỉ nên hai vợ chồng sẽ đi câu cá ngoài Nam và Hồ Đêm nha. Hôm nay mình sẽ câu con sai mành, con cá hồi. Bây giờ mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng ra hồ để câu cá cùng với vợ chồng của Phương Thí nha. Tới hồ rồi mọi người ơi. Bên này không gió nha. Cảnh đây đẹp lắm luôn nè. Từ cái đường lộ này mà xuống dưới cái mặt nước hồ đó đó, khoảng có ngàn thước đó mọi người. Mình đang ở trên cái đường lộ trên đây rất là cao luôn. Ở phía bên đó nó có cái đập nước á, ngay chỗ này nè. Nó có cái đập nước á. Nó xả nước hồ, nếu mà nước hồ cao á thì nó sẽ xả xuống dưới cái đường, dưới cái chỗ đó đó là cái sông á, chảy xuống cái sông. Đứng ở trên đây có thể nhìn thấy người ta đứng dưới người ta câu rồi đó mọi người. Vô mùa rồi nè. Tới hồ rồi mọi người ơi. Mình mới hỏi có cái ông Mỹ á, ông mới câu ra. Ông này ông mới xuống đây từ hồi buổi trưa thôi đó, là khoảng chừng 2 tiếng mấy 3 tiếng thôi á, là đủ 12 con rồi đó mọi người. Ở dưới đây có người đang xách cá lên nữa nè. Để quay lại cho mọi người xem nha. Cá này á, một ngày mọi người câu chỉ được 12 con cho một người thôi nha mọi người. Thấy có hai người đang khiêng cá lên nè. Nói vậy là năm nay cá về cũng nhiều nha. Đường xuống này rất là sâu. How long you guys get here? 12. Yeah. Yeah, that's a lot of fish. Thank you. A good day, guy. Yep. Mấy người đó hồi nãy người ta nói cũng xuống ra đây từ 12 giờ á. Bây giờ bên mình mấy giờ người ta, để coi đồng hồ cái này. Khoan chờ xíu nha. Bên mình hiện giờ là 3 giờ rưỡi. Có nghĩa là người ta câu chừng 4 tiếng, 3 tiếng mấy, 4 tiếng là đủ rồi đó nha mọi người. Thời tiết bên này cũng mát, không có lạnh không? Muốn thì muốn. Thời tiết này là rất là tuyệt vời luôn, mát lắm. Cá hồi này á, mỗi năm nó sẽ về đây vào khoảng đầu tháng 10. Cái lực người ta câu á, là đầu tháng 10 nha mọi người, đến cuối tháng 12 á, là hết. Có nghĩa là trong 3 tháng này mọi người được quyền câu snack in, có nghĩa là mình giục cái lưỡi câu ra. Rồi có lưỡi câu đó nó dính trúng cái người con cá đó, cái mình con cá đó, mình kéo lên. Nó chỉ có 3 tháng thôi. Sau 3 tháng rồi thì mọi người câu cái kiểu đó không được. Câu mà để chờ lâu thì được, nhưng mà câu snack kia nó thì cái lực nó không cho. Giờ đi câu mọi người phải mua bằng nha. Mỗi năm cái bằng có 40 đồng mà, là nguyên năm. Nhưng mà năm nay cái bằng Phương Thí mua tới 43 đồng, thế nên lòng vòng là cũng khoảng có 46 đồng đó mọi người. Lên 43 đồng, 46 đồng cũng có triệu bạc ở Việt Nam đó mọi người. Rất là nhiều người đứng câu vui lắm. Dạy qua khu bên này luôn nè. Đó. Ông Ròm đang gắn lưỡi câu xuống đằng câu. Nè. Cái bát này dính cá rồi nè. Cái bát áo xanh này dính cá rồi nè. Ê, không phải cá, tưởng đâu cá cho mình, không phải cá. Vui lắm mọi người, ra đây người nào cũng nói chuyện với nhau, cười đùa vui vẻ lắm. Mọi người ơi, nhìn cái chùm lưỡi trong đây là có ngàn lưỡi trong đây, người ta câu dính với nhau á. Cái này chắc của mấy năm trước nè, giờ nó xét hết trơn rồi. Trời ơi, một chùm luôn. Wow. Ok mọi người, lội cái đồi xuống đây cái muốn hết năng lượng à. Đi dở cần câu nha, mình sẽ gắn cần câu vô nha mọi người. Đây, cái đầu quay. Hồi nãy mình có đem cái đầu quay kia theo, nhưng mà cái đầu quay kia á, tại mình xài lâu quá nó bị bể mọi người, bể cái chỗ này nè, tại nó bằng mũ. Còn cái này bằng sắt á thì nó sẽ lâu hơn.
Mệt quá. Nhỏ này là nhỏ 15 pound. Hồi nãy cái cần kia đó, nhỏ của Phương Thí hồi nãy xài là 10 pound, nhưng mà nó bị đứt rồi. 15 pound câu cũng được nữa mọi người, mà có cái mình kéo hơi nặng thôi. Bây giờ mình sẽ luồn nhỏ qua trong mấy cái rãnh này nè, để mình gắn cái lưỡi câu vô, bắt đầu mình câu mọi người ơi. Cá nó nhảy lụm tụm ở ngoài luôn mọi người. Phía bên kia đó, người ta đứng ở đánh câu nhiều quá. Nhưng mà Phương Thí đi câu không thích đứng gần người ta nhiều mọi người, nên mình qua tuốt cái góc bên đây á, ít người. Nãy xuống đây là 3:30, bây giờ 3:40 rồi. Chưa gắn lưỡi câu xong nữa, tại nãy cái đầu nó gãy á, mình phải đi qua bên chỗ ông xã mình bên kia đặng lấy cái lưỡi câu. Rồi đây, mình sẽ câu bằng cái lưỡi ba chấu cho mọi người. Chính giữa thì nó có cái cục chì luôn. Đó, mình không có cần mồi. Câu con cá hồi này á, thì mình chỉ gắn cái lưỡi câu vô trong cái nhợ, xong mình giục ra, xong mình skip snack lại giống như mình giật lên vậy nè mọi người. Rồi khi một đàn cá nó đi ngang á, chúng cái mình con cá mình kéo lên, mình thì mình kéo con cá lên thôi, chứ nó không có dùng mồi nha mọi người. Nhưng mà cái cách câu này chỉ bắt đầu từ tháng 10 đến cuối tháng 12 là hết nha. Qua thời gian này thì mọi người câu kiểu này người ta không có cho, lực nó không có cho nên mình sẽ bị phạt nha. Tại cái mùa này là mùa con cá này về đẻ nè. Con cá hồi đó tới đầu tháng 10, tới cuối tháng 12 nó sẽ về cái khu chỗ này á, nó đập mình vô trong cát với đá đặng nó đẻ cái trứng ra mọi người. Mình câu á trong cái thời gian này á nên nó về đây rất là đông luôn. Đó, bây giờ mình gắn nhợ xong rồi nè, mình sẽ cắt cái khúc nhợ này bỏ nha. Đó, mình đã gắn nhợ xong rồi, bây giờ mình bắt đầu mình câu nha mọi người. Hy vọng là bữa nay mình sẽ dính cá. Ô, sao nó giật mạnh quá vậy kìa. Cái con câu trắng của anh cá nó giật mạnh quá trời mạnh luôn rồi kìa. Cá ăn gồm ăn. Chết cha. Bắt cái con câu đi, bắt cái con câu. Mọi người chờ xíu nha, Phương Thí chạy qua nha. Ông kia con ông câu cá cha mọi người ơi. Mà nó giật con câu ông gớt xuống luôn rồi. Hy vọng là chạy lại kịp. Không thôi mất cái cần câu không đổi thừa. Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Oh no, 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 no. Rồi luôn rồi, rồi luôn rồi. Không kịp rồi. Không kịp. Mày cá nó giật chạy mình mất cần câu. Rồi giục rồi. Ôm lấy được con câu quanh lên được không sao ơi? Không xả. Lấy được con câu quanh lại nè. Ôi nó nó. Ô men, nó quạnh bự lắm. Còn con cá không đang chưa kéo lên được nữa. Lần đầu tiên thấy con cá kiểu này luôn á. Dính ba cần liên tiếp. Oh catfish. Oh con crab. Chờ xíu. Mệt quá. Trả lên coi. Oh man bự quá.
con cá của em đang dính lên này mà Dung Phan. Em quay anh xã gần lại cho người ta coi cái đi. Con cót nữa quá. Con cá không? Cá chép bự quá. Thôi để bên đây Phương Thí kéo cái cần câu này lên hy vọng chứ này sẽ là con cá khác. Con thích hai cần luôn hả? Cần nó bị gì? Cần này đã cá giật chính ăn này nó mất tiêu cần câu luôn. Thôi dính đằng kia. Mất tiêu cần câu luôn, bắt đầu cái cần câu này nè, nó chạy dưới con cái này nè. Nó chạy dưới. Nó vô đây dưới nghe nè. Con quỷ sứ làm đại lôi muốn chết. Mình em mới quăng cái kẹt xuống là nó lôi rồi. Chỗ này không được rồi. Đây con cá gì? Con cá chép nha mọi người. Nó bự đưa hú hồn chờ đậu luôn với hai con liên tiếp. Nó lôi mắt cái cần câu xong cái mình lại mình giật lại được cái nó lôi nữa mắc luôn cái cần câu kia xong cuối cùng lấy lại cần câu kia được lấy luôn con cá được. Ai vậy con cá khóp. Cá này mình bắt thôi mình thả mình không ăn mọi người. Đi 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 đi. Chạy lên muốn chết luôn. Con không có luôn trời. Chạy đằng kia không mà mày không có thôi. Sao dở rồi sao? Nè. Nè. Mới nói không cá, không dính. Cá nhóc của trường sẽ cầu không dính rồi. À, con cá đầu tiên của ngày mọi người ơi. Con câu nó luôn rồi cho nó dính cá luôn. Yeah. Con đầu tiên. Men nãy giờ ra cá tí đâu hồn mà dính con đầu tiên luôn á. Ù, từ từ. Mọi người chờ xíu nha, để Phương Thí mang bao tay vô cái mình xỏ con cá vô trong cái cọng dây của mình á. Rồi mình quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem con cá hồi ở đây như thế nào nha. Con mà làm nản rồi. Nước uống không mà sao? Có chai nước bên đó kìa. Cái chai này hả? Thôi kệ, em có cái bao tay. Cái bao tay này năm ngoái nè. Cọng dây này mới mua sao nè. 12 feet. Ừ, cái dây đó đó. Con đồng máy là mua trong Big Five á. Ừ, dây đó hồi nào cũng có con dây đó đó. Để mình gửi cái mình cho mọi người coi nha. Đây nè mọi người, con cá hồi thì nó sẽ giống như vậy nè. Đó. Đó, màu sắc của nó giống vậy. Cá hồi này là cá hồi trong hồ nha mọi người. Cá hồi biển thì sẽ bự hơn nữa. Cái nó nhiều lắm mà xả câu sao mà. Anh nào nó muốn câu nhiều quá. Kiếm một con cắt đầu cá cắt tiếp sao. Gì vậy? Ông gồm dính cá mới đây dính cá hay vậy? Cá nhóc dưới hồi sáng thôi. Ra câu dở. Thấy không? Nó đực. Cá này đây số lượng một ngày một người chỉ câu được có 12 con thôi nha mọi người. Đây đó, trong đó đó. Buổi chiều nó mới chạy sao anh ơi. Có đâu. Từ từ.
Come on, baby. Ôi, con này móc ngay bụng. Yeah. Mình phải đeo bao tay vô mới được. Trời bắt đầu mát mát xuống á thì cá nó sẽ ăn nhiều hơn là lúc là trời nắng. Tại vì con cá hồi này như nó đi theo đàn á mọi người. Cái tháng này đó, cái cục chì mà có cái lưỡi câu này nè mọi người, người ta bán mắc lắm luôn. Một hộp là 20 lưỡi, là 20 đô á, là một lưỡi là 1 đô á, 20 mấy ngàn Việt Nam đồng một lưỡi á. Người ta câu á tốn lưỡi lắm, tại vì cái hồ của mình nó đá không à. Dục ra gì mọi người kéo với nhầm khi dướng đá nó đứt lưỡi, mắc một lưỡi là mắc 1 đồng. Anh gồm anh lấy một con cá sai mà một con cá hồi nãy anh giật hơi sâu á, nó chết rồi mọi người. Anh cắt ra 5-6 khúc vậy đó, đặng anh đi câu con cá cha. Cái mùa này nè, cá sai mành về đẻ đó, mấy con cá cha lớn á, nó vô nó ăn nhiều lắm. Hồi năm ngoái mình câu cũng dính biết bao nhiêu con cá cha ở đây luôn á mọi người. Câu cá này giải trí đó mọi người, nhầm người ta đem nguyên cái lo theo á, cái lo bắt nhạc á, ta vừa nghe nhạc người ta vừa câu cá. Phương Thí đi câu không thích lại gần người ta, biết gần ở đằng kia, thích xích đằng kia. Chỗ nãy mình mới xuống mọi người, bên đó cá nó chạy nhiều lắm, tại vì ngay cái giống như ngay cái góc cạnh á, cá ở đó nhiều hơn, nhưng mà người ta đông quá. Phương Thí đi câu thích cái chỗ nào giống như hơi yên tĩnh chút xíu vậy nè, mình câu rồi mình không có trúng người ta nói chuyện cũng không làm ồn đến mình á. Nó thư giãn hơn là phía bên kia. Ây da, mệt quá mọi người ơi. Uống tăng lực. Ây da. Thấy cái cần câu cá fit, cần câu trên cái cha của anh gòm ở đằng đẳng thấy nó hơi cong cong, chắc cá nó đang ghĩa đó. Chứ con cá này mà nó ăn á mọi người là nó kéo cong thiệt cong xuống luôn. Mấy con cá cha chín nè, nhanh nhanh kéo cần này lên, mình lại đẳng mình kéo con cá cổng lên, mình nghĩ ông dính cá rồi đó mọi người. Nhanh. Mình sẽ đem cái chuông theo. Oh no. Đổ lông monster. Đổ cái lông nước tăng lực. Vì là chỗ cần câu cá cha của ông gòm mọi người. Mình thấy nó cong quá trời luôn. Mình nghĩ là nó dính cá. Ông dặn, ông dắt cái chừng câu xa quá. Mỗi một lần đi gỡ cá một lần biết là xa vậy. Mình thấy nó cong xuống dữ lắm. Hy vọng chuyến này dính con cá cha chứ không có dính con cá chép nữa.
mình đem hai cái chuông theo nè mọi người. Chuông này á mình mua hai cái này là 2 đồng, cái 1 đồng á mọi người. Đó, mình thấy cái cần câu này nó cong dữ lắm luôn nè. Lội tới đây mệt quá, hết sức kéo cá luôn rồi men. Rồi giờ mình sẽ để cái máy ở đây nha. Đó, mọi người thấy nó cong không? Cong quá trời cong. Có dính thì đâm không biết chín cái gì đây. Dính cho mọi người. Cá nhỏ. Không biết cá gì nhưng mà chắc không lớn đâu. À, nặng cũng nặng nha. Đón thử nha, một là con cá cha, hai là con cá chép. Chứ con cá hồi nó không ăn cái mồi này đâu mọi người. Con cá cha thì đúng hơn. Chưa thấy nó nữa. Nó quặn rồi. Quặn rồi mọi người. Cá cha mọi người ơi. Wow. Come on baby. Come up. Trời ướt mình. Shoot. Chắc cha quên đem cái kìm gỡ cá lại. Man, con cá cha cũng bự chứ không nhỏ đâu mọi người. Ok. Phan nghỉ ngơi. Nghỉ mệt quá. Con cá cha này á khoảng cỡ 2 kg là có luôn nha mọi người. Bây giờ làm sao đây? Nó nuốt cái lưỡi câu tuốt ở trong rồi, không có đem viên kìm lại nữa. Phải đợi đây à, mình phải lại đợi mình lấy cái kìm mọi người ơi. Lấy cái kìm với cái bao tay mới gỡ nó ra lại được. Chờ xíu nha. Ok mọi người, Phương Thí kéo cái con cá cha đó lên rồi. Bây giờ mình sẽ gắn mồi lại thêm. Cách gắn mồi câu cá cha của Phương Thí vẫn y chang như mỗi lần. Ở đây mình có cái cục chì, cách đó khoảng cả nửa mét hoặc là khoảng có 3 gang vậy đó. Mình dùng cái lưỡi xê cờ hút, có nghĩa là cái lưỡi con chấu, lưỡi chấu của con ó mọi người, mà nó tròn hơn á. Mình gắn khúc cá này. Cá này là con cá hồi, cá xe mành mình mới câu dính nãy đó. Anh gò mình cách ra, đặng mình câu con cá cha nha mọi người. Mệt quá. Lội bộ từ đẳng lại đây cái muốn xỉu. Ok, bây giờ tiếp tục xuống cần nha mọi người. Lấy đá dằn lại. Không thôi nó ăn cho nó kéo mất cái cần câu. Rồi. Như hồi nãy Phương Thí có đem lại đây 2 cái chuông đó mọi người. 2 cái chuông này nè. Bây giờ Phương Thí sẽ gắn lên trên cái ngọn cần câu đằng khi nào con cá nó ăn á. Mình khỏi mất công đi lại đây nha mọi người. Mình nghe tiếng chuông là mình biết cá đó giật cái cần câu hả. Ok, Phương Thí quay lại cái con cá cha hồi chiều. Hồi nãy mình mới dính, mình kéo lên. Rồi mình cộng xuống dưới này nè mọi người. Bây giờ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Cái tay Phương Thí bị lớn đây nè. Đó, cái tay Phương Thí bị lớn đây mà. Con cá cha bị lớn này mình đòi. 1 gang. 2 gang. Khoảng có 3 gang á mọi người, thì con cá này không dưới 2 kg đâu ha. Đó, bây giờ Phương Thí bỏ xuống dưới này. Wow. Nó bơi. Với 2 con cá hồi hồi chiều Phương Thí câu dính đây nè. Wow, đã quá. Đó, trước mắt là 3 con, 4 con là mà 1 con cắt ra làm mồi vậy. Còn đây tới tối còn cái gì nữa nha mọi người, còn dính con cá nào nữa không nha. Bên mình bây giờ là 6 giờ đó mọi người. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Trời bắt đầu xuống núi rồi, nhìn nó hơi tối tối rồi đó. Anh gọi anh đặng chắc chín cá nhiều quá. Mình thấy ảnh cứ gọng cá xuống ngoài hả. Mình nghĩ đặng chắc ảnh chín cá nhiều rồi đó. Hồi nãy giờ mình đi lo, mình gỡ cá cái cần câu cá cha của ảnh á, nên nãy giờ mình chưa có snack được nhiều hết trơn. Vui lắm mọi người. Tới mùa thu đây nè, buổi chiều á, tới cái mùa mà giật cá sai mạnh giống vậy nè,
là gia đình người ta đấy, vợ chồng con cái con nhỏ con lớn gì á, mọi người người ta thích đi câu á, thì giờ này người ta ra người ta câu. Có người á thì ra chỉ để xem người ta câu thôi, còn có người khoái cá thì thích câu, còn có những em bé chạy vòng vòng phá á, lấy đá chọi xuống dưới nước, nói chung là cũng vui lắm mọi người. Ô Cường hồi nãy dính cá nữa mọi người ơi, nhanh, kéo vô, mình nghĩ là dính cá rồi, sim gu lại rồi. Mình vô vẫn thăm Cường mọi người, hình như dính cá rồi. Mình thì còn cực nên kiểm tra thêm Cường này nữa đi. Nó cũng giật beng hồi nãy giờ đó. Mà không biết có cá không. Để đây đi. Rồi. Kiểm tra coi. Có cá thì có, không có thì hết mồi thì mình thay mồi mọi người. Ồ, cần này có cá mọi người ơi. Có cá rồi. Hình như nó giật cả len can nãy giờ. Mình nghĩ với cá cha nữa quá. Không biết con bự hay con nhỏ thôi. Cũng quậy dữ lắm à. Quậy nhưng mà không bằng con nãy đâu. Con này nhỏ. Dính con channel mà con channel nhỏ. Không nhỏ quá chắc thả lại không sợ. Đây nè mọi người, cái con này cũng là con cá cha nhưng mà nó nhỏ quá chắc mình thả lại quá mọi người ơi. Không có đem cái đồ gỡ cá với cái bao tay ở đây nữa, nhẹ nhẹ nha, cầm cái mang đó. Cái mỏ nó về cứng lại thì nó sẽ không dãy nữa. Há họng ra. Con cá này khoảng cỡ nửa ký, 700 gram là có mọi người. Nhưng mà nhỏ, cũng thôi, so với mình là nhỏ. Hồi lúc trước lúc mới đi câu á, gặp mấy con cá giống gì mừng lắm mọi người, bắt hết trơn không thả con nào hết trơn á. Rồi bây giờ mình câu á, cái số lượng cũng hơi nhiều á. Nên bây giờ mình không có bắt mấy con nhỏ này nữa, tại vì mình về mình mằng thịt cũng có nhưng mà không có nhiều. Cái lưỡi câu này khó lấy ra lắm đó, mình phải dõi theo xu chiều nó gì nó mới ra nha mọi người. Nè con cá nhỏ phóng sinh, năm sau chế sẽ bắt lại cưng nha cưng. Bye bye. Nó chạy nhanh dễ sợ. Mình lo mình đi gỡ cá quá trời luôn. Trời ơi, ông đi ra đằng đẵng có nửa tiếng hồ, không tới 1 tiếng đồng hồ nữa. Ông đem lại một chùm cá luôn rồi mọi người ơi. Vậy là cá chạy hướng bên kia 2, 4, 6 con. Mình bên kia có 2 con với con cá cha bự. 6 con cá. Là cá nó chạy về hướng bên kia mọi người ơi. Hướng bên đây nè. Ngay cái góc á, mọi người thấy ngay cái góc kia đó không, người ta đứng cắt đông không đó, cá nó về hướng phía bên đó đó, cá nó đi theo luồng nhưng mà nó chủ yếu là tập trung về cái hướng đó nhiều hơn. Hèn chi ở đây em có mà cũng lai gai thôi chứ không có nhiều. Mặt trời lặn là đẹp quá, phong cảnh rất là đẹp luôn, thời tiết thì rất là mát luôn, không lạnh mà cũng không nóng nữa hả. Em miếng cá là có 4 phao, 2 kg phải ghe. Đây là mấy con cá hồi hồi nãy anh gòm câu được đó mọi người. Bây giờ thấy trời nó cũng hơi tối tối rồi đó, nên Phương Thí sẽ không snack nữa, là có nghĩa là mình không có giật cá hồi nữa. Mà mình sẽ câu cá cha. Câu cá cha thì mình sẽ câu chìm nha mọi người, chứ không phải câu giật giống như vậy.
Nên bây giờ mình sẽ dẹp mấy con cá hồi này vô thì 2, 4, 6 với hàng kia 2 con nữa là 8 con. Bữa nay tổng cộng mình câu được 8 con cá hồi, 9 con chứ. Một con anh gồm anh cắt ra làm mồi á. Cái con cá đầu tiên màu đỏ đó nhìn đẹp nhất luôn á. Mọi người thấy không? Cái con màu đỏ á, đẹp quá à. Rồi, thì trước mắt là bao nhiêu cá đây nha mọi người. Rồi tối nay nếu mà có câu thêm được nhiều cá cha nữa, Phương Thí sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Lên cho, lên cho, lên. Dính không? Để coi nó dính cái bự không? Ai đang tiện đó biết. Sao nghĩ bự không? Five pound hả? Trời vừa cá action dữ vậy. Xuống cặp mé. Từ từ té nha ông sợ. Còn không? Kéo 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 lên trên đây nè. Từ từ nha. Cha, that's the big one. Ôi còn cả con hồi chiều á. Cả con hồi chiều. Thả lại ha. Cái gì? Thả nè. Bắt không thả. Không biết anh nè. Con cái này thì ăn ngon á. Thì gì bắt lại đi sao? Bắt lại đi. Chứ bự quá nó dai lắm. Con này không khoảng cả 2 kg, 2,5 kg á mọi người. Cái kìm ấy. Cái kìm trong cái cặp này. Trong cặp của anh hả? Ừ. Để anh trên đi. Để lên trên đi. Mày giỏi ra sao? Biết we got fun. Yep. Em lội cho anh lấy cái em đi, anh lấy cái kiếm này. Mà sao mở ra đưa cá lên bao lớn sao? Cho cá lên. Con này nhỏ, 2 kg. Con 2 kg. Yeah. Vui quá. Đây quăng nó chỗ nào mới muốn bắt này mà. Để đợi lên chỗ nào đi, gần lát mình bỏ vô dây cọc lại. Ở dưới đây nè mọi người. Để Phương Thí quay gần cho mọi người coi dưới đây nè. Mọi người thấy cá không? Cá này là con cá chép á mọi người. Nghe mùi tanh nó vô á. Nhiều lắm. Nó dính dính sâu rồi đó không sao? Hả? Sâu rồi đó không sao? Dính rồi đó, dính rồi đó. Giật mạnh lên cái. Má được chưa? Big one. Cá này bự mọi người ơi. Cái cá này bự nha. Ông gồm ông kéo không nổi luôn, là con cá này bự á. Chưa thấy con cá. No man, I saw it. Holy cow. Oh my god, Kevin. Bự quá mọi người ơi. Oh no, oh no. Đứt nhỏ hả? Oh my god, nó bự quá, đứt nhỏ luôn mọi người ơi. Holy. 15 pound hả? 15 pound hả? Oh my god. Cái kìm chỗ nãy rồi. Lại góc nè. Bắt con này không? Dính nè, em không muốn bỏ. Bắt đại đi. Oh my god. Được, con cá bự quá. Con này 10 pound, 10 khoa là khoảng cả 5 kg á mọi người. Cái kìm kia là. Nó nhảy kìa. Cái kìm kia là chanh đi. Kìm nó mới khoan. Khoan, chờ xíu. Oh my goodness. Cái đá nó cắt cũng dây không? Để đây hả? Qua quên lên đẳng luôn đi. Cái này cái chỗ cái con hồi nãy luôn đi. Ông xã chưa mình chưa mặn vào mình bỏ vô trong cái cọng dây mình gọng đi ông xã. Cọng dây đâu? Đi đẳng đi em lấy cọng dây cho. Wow, ông ginh một tay không nổi luôn á mọi người. Ông phải ginh hai luôn, hai tay luôn. Hả? Hồi nó quậy cát không sao? Cát không mình dễ dễ làm sao? Khỏi trơn. Hiểu không?
Oh my god, hai con nè. Thường á mình gọng mọi người ơi, nhưng mà bữa nay mình muốn làm mà nó nhảy không sao ơi. Nó nhảy lên á. Nó nhảy lên á. Đây nó đi đâu được nữa. Thấy con cá bắn còn gọng nó phía không. Thường á mình gọng với nước. Nhưng mà bữa nay mình muốn làm ở ngoài hồ trước khi mình về á, mình làm ở ngoài hồ luôn mọi người. Nên về nhà mình khỏi mất công mình làm. Nên anh để trên bờ cho nó dính cát á, đặng lát mình làm cho nó dễ. Oh yeah. Đó, nó dính rồi đó. Em nghĩ cái này dính nè, biết cá bự cá nhỏ thôi nhưng mà dính rồi nè. Oh my god. Liền phát luôn. Ok, để mở ra cho. Cái mấy cái bẩn nó ra. Oh my god, you see it? Oh my god. Lên rồi. Oh my god, nó cũng đang cao quá. Oh my god, that is so heavy. Con này bự hơn con nãy luôn á mẹ. Hang on. Wait. Oh, nó lôi mình xuống nước luôn. Để Hương Thí quay lại gần cho cô chú anh chị và các bạn coi nha. Oh my god. Hả? Anh sao nghĩ con này có 15 pound hả? Mấy em cái con này còn bự hơn cái con nãy em gọn mới leo lên. Thả rồi. Cái gì? Con này thả. Thả hả? Ừ. Sao vậy? Thích gì nha, gì hết chạy. Dính cá chứ không thả. Đi kìm ấy. Bắt mà sao hình đâu nổi đâu bắt. Oh my god, that's a monster. Oh, holy cow. Sao bắt lại đi, mình bỏ con xô mình kinh lên sao? Bây giờ kinh lên bà trước, kinh lên cho bà trước đi, nhanh nước. Kéo, ông kéo chung kinh gì nổi mọi người. Cầm cái mang đó không sao? Chuyện cắn chết rồi, cắn cái tay mà nó đau cái tay luôn. Holy cow, mọi người ơi, con cá này dở lên. Oh, đã quá. Mọi người biết con cá nó bự cái này, cái đuôi dài của anh gòm á. Hỏng thấm thía với cái người đó luôn. Không sợ. Ông giặt con cá hồi nãy mình kéo lên đó men, như con heo vậy á. Wow. Oh shit. Chết, từ từ. Wow. Thả nó kìa. Thả nó luôn hả? Ừ. Bự quá, ông nói bự quá không bắt mọi người ơi. Alright, back to the water, baby. Thả luôn trời ơi. Việt Nam là không có thả đâu đó. Yeah. Bye bye. That's one of 15 pound. 15 pound là có 7-8 kg á mọi người. Anh thả anh nói cái thịt con cá đó, nó bự quá, nó dai lắm mọi người ơi. Ghim lên trên đồi cũng không nổi luôn nè. Big one or small? Not small. And not too big. Not small, but not too big. I know. Or a small one. Oh, oh, it's okay. Just let it go. Just let it go. Cho nó đi luôn đi, cho nó đi luôn đi, nó nhỏ quá. Yeah. Tiễn mồi. Nó dính lia lịa luôn á mọi người. Vừa giục ra cái cần này, cái cần kia nó dính.
Phương Thí mua 43 đồng cái cần câu, cái Phương Thí mua 43 đồng cái bằng câu cá á mọi người, là mình được 2 cần, mỗi một người câu được 2 cần ha. Dính không? Dung nhỏ ơi nè. Em nghĩ là dính rồi đó không sao? Câu tới 10 giờ về, câu 9 giờ chạy. Mình câu mình đâu bắt cá 9 giờ về được không sao? Câu chơi rồi cho nó đỡ buồn lâu đi một lần. Đó, đó, đó. 9 giờ mình chạy về tới nhà là 10 giờ ăn cơm nước, tắm rửa rồi mai đi làm, sao mai đầm không có đi làm mới hay chồng mình. Ôi dính này dính đó. Đó, bự rồi đó. Đó, 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 đó. Quay đi, quay, quay ha. Không gì mới đỏ nha. Ôi ok, trời ơi con này. Mày, mày again, sick quá. Hỏi, hỏi cái ông đó, ông lấy cá, cá fish không cho ông đi. You want a catfish? Okay. Okay, give it to you. We just throw away about like almost 15 pounds. Yeah, we got another one. We released over 15 pounds out of a big catfish. Right here, I see it. Yeah, this one about 5 pounds. If I know you take it, I give you another one. But wait a second, just throw it back. Con này khoảng cỡ 2,5 kg á mọi người. Thấy không ta? Con này khoảng cái 6-7 pounds. Có 3 kg á, 3 kg mấy 4 kg á. Mà Phương Thí với ông xã không có lấy nữa. Mình câu mình không lấy nữa nên mình cho cái ông kế bên. Ông đi câu hỏi ông có ăn không. Cho ông chết rồi cái tay anh ngày mai giờ chết nó nát hết chứ. Kìm á. That's a good one. Yeah. Lấy cái kìm hả? Here you go. Okay. Really big. Thank you. Oh. Thank you very much. I appreciate it. Gọi anh cái anh tóm lên đây lại. Yeah, it's really heavy to carry up to the hill though. Yeah. Đây nè. Mạnh lắm, mạnh lắm. Mạnh lắm á. Ok mọi người, bữa nay mình đi câu đến nay bây giờ là cũng 9 giờ rưỡi tối mình phải về mọi người ơi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video của Phương Thí. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Phương Thí nha mọi người. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video kế tiếp nha. Bye bye.